Đội cảnh sát giao thông số 3 phối hợp với công an phường Vĩnh Phúc đã xác định người phụ nữ trực tiếp điều khiển chiếc xe mang biển kiểm soát 30A11329 vi phạm luật giao thông trên cầu Cót, quận Đống Đa, Hà Nội là Trịnh Thị Tuyết, sinh năm 1963, địa chỉ thường trú tại phường Vĩnh Phú, quận Ba Đình. Lỗi thứ nhất là chị vi phạm vào lỗi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình tại điểm C khoản 4 điều 5 nghị định 46 năm 2016. Và lỗi thứ hai là lùi xe không quan sát tại điều L khoản 2 điều 5, điểm L khoản 2 điều 5 thì chị cũng đã nhận thức được và chấp hành cái việc xử phạt của cơ quan chức năng. Trước đó, một tài xế đã chia sẻ đoạn video clip về nữ tài xế tại cầu Cót đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Người này cho biết khi anh đang đi trên đường đến giữa cầu Cót thì thấy người phụ nữ khoảng 45 tuổi lái xe Toyota Altis bất ngờ lùi và quay đầu ở ngay giữa cầu. Người đi xe máy chở hàng phía sau không xử lý kịp đã bị ô tô lùi đụng vào. Nữ tài xế mở cửa xuống và có thái độ gây gổ với người đi xe máy. Khi mà người ta tiến xe lên thì người ta sợ là đã đập vào xe của tôi. Và tôi thấy tiếng động thì tôi không hiểu là có vấn đề gì, thì tôi mở cửa ra và tôi có nói với người ta là lùi lại để cho tôi tiến. Thì cái việc mà cái sự va chạm mà nó bột phát trên đường này thì đấy chỉ là hình thức xử lý để làm sao cho tất cả các phương tiện đều tham gia một cách thuận lợi thôi. Với hai lỗi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình và lùi xe không quan sát, bà Phạm Thị Tuyết bị xử phạt 1.350.000 đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.